Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết đi và ngày thứ ba thì sống lại. Bấy giờ Phêrô kéo người ra mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ không phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì nào được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay liên hệ trực tiếp với bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước. Anh chị em nhớ lại bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, lúc bây giờ Chúa Giêsu hỏi các môn đệ thế này: Người ta bảo con người là ai? Thế thì người này nói nọ, người kia nói ấy kia. Cuối cùng Chúa hỏi các môn đệ: Còn các con bảo thầy là ai? Thế thì Simon Phêrô tuyên xưng rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Chúa Giêsu nói khen Phêrô liền, khen liền: Phêrô, con có phúc, vì cái điều mà con nói là chính xác rồi đó, nhưng mà không phải là con tự tìm ra. Cũng giống như những người khác, họ nghĩ ra thầy là tiên tri nọ tiên tri kia, nhưng mà con không thể tìm được. Mà con nói cái điều đó là bởi vì Cha thầy đấng ngự trên trời chỉ cho con biết. Và con nói cách khác là nhờ Chúa Cha bảo cho. Phêrô nói chính xác, còn nếu mà Chúa Cha không nói, Phêrô có tìm cũng chả ra được. Thế thì khi Phêrô nói thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, thì không hiểu là Phêrô có hiểu cái điều mình nói không? Có lẽ là không hiểu, có lẽ là không hiểu. Vì không hiểu như vậy mà Phêrô nói, bởi vì Chúa Cha nói cho, thành thử ra nói lặp lại chính xác. Thế nhưng mà không hiểu, thành thử ra cái chữ anh chị em biết thầy là Đức Kitô đó, thì theo cái quan niệm của người Do Thái, chúng ta nói là Kitô, người Do Thái gọi là Messiah, còn nếu dịch ra tiếng Việt Nam gọi là đấng cứu thế. Mà anh chị em biết đấng cứu thế theo cái cách nhìn của người Do Thái thời đó giống như là vua Quang Trung á, đánh đông dẹp bắc, bách chiến bách thắng, đánh là thắng. Anh chị em biết là khi nói đến lịch sử dân tộc Việt Nam ta thì người ta sẽ nói đến vua Quang Trung. Vua Quang Trung được các lịch sử trên toàn thế giới định gọi là định nghĩa đó, Quang Trung ở Việt Nam tựa như là Alexander Đại Đế mà đánh đông dẹp bắc ở bên Ba Tư thời xưa đó. Người ta nói thế này, các nhà sử học Việt Nam nói vua Quang Trung chết yểu. Vua Quang Trung 32 tuổi đã chết rồi. 24 tuổi là vua Quang Trung đánh đông dẹp bắc. Mà anh chị em biết là cái cuộc chiến mà vua Quang Trung ra mà đánh ở Thăng Long, mà cái năm đó là năm Nhâm Tuất đó, cái năm đánh mà đánh quân Thanh đó, ngày mùng 5 Tết đó, đánh quân Thanh đánh một bạt một cái đó, là toàn bộ tan tác đế quốc Trung Quốc, ở Trung Quốc thời đó tan nát. Mà người ta nói là bởi vì vua Quang Trung chết yểu, thành thử ra đất nước Việt Nam ta như thế này. Nếu vua Quang Trung sống khoảng chừng 10 năm nữa thì Việt Nam sẽ vượt xa Thái Lan. Ông có một bộ óc tuyệt vời. Thế thì vì cái con người nó có anh, một con người anh hùng lớn như vậy đó, do đó người Do Thái nói đến Đức Kitô, đấng Messiah, là hiểu giống như là vua Quang Trung của chúng ta vậy đó, đánh đông dẹp bắc, là bách chiến bách thắng, luôn luôn là người coi là có thể nói là anh hùng của đất nước. Nghĩ như vậy đâu có hiểu được, thì trong đầu thì nói là như vậy, nhưng mà gán cho Chúa thì là Đức Kitô. Thế thì khi Chúa Giêsu biết cái anh này, anh hiểu Đức Kitô là đánh đông dẹp bắc như vậy đó, bách chiến bách thắng vậy, Chúa Giêsu bắt đầu trong bài tin mừng nói liền. Khi ấy sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa khen rồi thì Chúa nói và bắt đầu ngày tỏ cho các môn đệ: Ngài sẽ phải đi Jerusalem, sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết,
ôi dạ ơi, vua Quang Trung mà còn sống như vậy mà nói ông mới chết, chết yểu thì thật đúng là dở mồm. Đang hiểu Đức Kitô như vậy mà bây giờ Chúa lại nói ngài sẽ chết. Trời ơi, làm sao điều? Phêrô kéo Chúa ra. Trời ơi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Xin Chúa cứu thầy, không được rồi. Lập tức Chúa quay ra, Chúa nói với Phêrô liền: Satan, ngươi chẳng hiểu biết gì việc Thiên Chúa và chỉ hiểu biết việc loài người. Anh chị em rất thân mến, và tôi xin phép dừng lại ở cái chi tiết này. Dường như trong cái ý niệm của con người, cái đầu của con người đó, là chúng ta thường đã nghĩ cái gì đó, là chúng ta có một cái ý niệm như vậy, là chúng ta cứ quy cái ý niệm đó vào cho người khác theo cái suy nghĩ của mình, và chúng ta nhiều khi không có nắm được vấn đề. Khi mà tôi sang bên Pháp á, trước đó tôi không hề biết nước Pháp là cái gì, thì cũng đọc sách nói này nói nọ nói kia. Đến khi tôi sang bên học bên Pháp, thì tôi đến thủ đô nước Pháp thì cũng là đầu chân ướt chân ráo, chưa hiểu ra làm sao. Thì một trong những điều mà tôi tự dưng tôi phải sửa lại hoàn toàn là cứ nghĩ ngày trước người ta nói nước Pháp là kinh đô ánh sáng, thủ đô của ánh sáng. Ánh sáng gì? Ánh sáng triết học, ánh sáng thần học, trên toàn thế giới dựa vào đó. Ôi da ơi, đất nước Pháp mới đến được cái ngày hôm trước, ngày hôm sau, Chúa tôi ăn mày quá trời, ăn mày khắp nơi. Mình chân ướt chân ráo, chả có đồng tiền nào, nó ra nó xin mày, mày cho tao tiền, tao ổ ăn ổ bánh mì. Và trong đại học, sinh viên nó cũng thấy mình đến, nó cũng chìa tay ra, mày cho tao 2 đồng, mày cho tao uống nước. Trời ơi, đất nước là ăn mày dữ vậy ta? Đất nước là sao mà nghèo khó quá vậy ta? Rồi chưa hết, vào trong đại học, kinh đô ánh sáng, đây đầu tiên hết, mỗi ngày trước, ngày sau, trông thấy giật mình rồi. Sang bắt đầu vô trong đại học học. Ôi cha ơi, sinh viên, ôi cha ơi, sinh viên. Mình cứ tưởng là sinh viên của ngay nước Pháp, toàn đen hết, toàn quân Phi Châu nó đến. Ở đâu? Chúa tôi ơi, nó đen đổi, rồi nó học nó copy quá trời, nó copy. Ném phao cũng quá trời ném phao. Ôi cha ơi, thất vọng quá, thất vọng quá. Đại học Pháp. Ôi cha ơi, cuối cùng ra là mình cứ yên chí như vậy là bởi vì người ta nói thế kỷ thứ 17, 18 là khi đó nước Pháp toàn tòng, bây giờ nó không có di dân nữa, tức là nó không có người nhập cư nữa. Bây giờ Phi Châu, bây giờ chúng ta thấy đói quá nó kéo hết sang Pháp, nó đi, nó có đi học như người ta vậy. Nên thành thử ra nó làm nhỏ nhem hết tất cả nước Pháp. Rồi ăn mày toàn là dân ở Bắc Phi, toàn là những người ở đâu đến ăn mày không. Thế là cuối cùng nước Pháp nhỏ nhem toàn là những cái người. Anh chị em có biết ở Việt Nam chúng ta bây giờ mở cửa đó, anh chị em trông thấy Tây ngồi ăn mày chưa? Ở Sài Gòn ai trông thấy Tây ngồi ăn mày rồi, mũi lõ ngồi ăn mày rồi, giơ tay em xem nào. Em trông thấy rồi này, ở dưới Sài Gòn này, ra chợ Bến Thành mà xem Tây ngồi ăn mày. Nói cách khác rất thường, chúng ta yên chí trong đầu về một cái điều nào đó, nên khi chúng ta đối diện với cái thật thì nó giật mình, nó không như chúng ta nghĩ, nó không như vậy. Như vậy, việc đầu tiên hết chúng ta phải sửa lại là chúng ta có thể rất hay yên chí về một cái gì đó. Và khi yên chí như vậy rồi, chúng ta dùng cái từ gọi là chụp mũ cho nghĩ như vậy. Nó đã xấu là cứ xấu luôn, nó tốt thì nó tốt mãi. Hoàn lạ vậy đấy, tức là cái tội yên chí của chúng ta cứ nghĩ như vậy, nên chúng ta không có thực tế. Và vì thế chúng ta xin Chúa cho chúng ta phải sửa lại, phải nhìn vấn đề trong cái thực tế của nó, và đừng có yên chí về cái chuyện con người. Chuyện thứ hai nữa là khi đối diện, khi Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn của Ngài đó, là Ngài nói thật cuộc sống của Ngài như vậy, con người của Ngài như vậy, thì chúng ta cần phải biết lắng nghe người ta. Và khi lắng nghe người ta như vậy, chúng ta đi vào trong cuộc người ta, chúng ta mới hiểu người ta được. Còn khi chúng ta không nghe, chúng ta cứ luôn luôn lúc nào cũng giữ mình là lập trường như vậy, chúng ta không bao giờ có cuộc đối thoại. Và không có cuộc đối thoại, bây giờ chúng ta không kiểu cảm nghiệm được con người, và không đi vào lòng con người để chúng ta đồng cảm với người khác. Nên trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí trong gia đình, vợ chồng, con cái, anh chị em, chúng ta hay bị một cái chuyện là chúng ta không đồng cảm với cái người kia. Thành thử ra người ta sống trong nhà hay chúng ta sống trong nhà, chúng ta gọi là cận kề như xa lòng, chúng ta không có đồng cảm, nên cuộc sống của chúng ta nó trở thành khô chồi và lạnh lùng.
Và các thánh tông đồ chính vì vậy cho anh chị em biết là cũng không có hiểu Chúa cho đến khi mà Chúa bị bắt. Chúa bị bắt ra trong, người ta bắt đầu giết Chúa rồi, Phêrô vẫn còn chối Chúa vì không có đồng cảm với Chúa, không có hiểu được Chúa. Cho đến khi Chúa chết rồi, lúc bây giờ sự kiện xảy ra xong rồi, bắt đầu mới mở mắt ra. Và rất thường nhiều khi lúc bây giờ chúng ta không thấy, nhưng mà sự kiện xong rồi chúng ta bắt đầu mới nhìn lại, chúng ta mới à. Và nhiều người lắm, tôi mới đi làm lễ đại gia cho một người ở bên Thông Tây mới chiều nay xong. Thế khi mà tôi cũng biết cái người đó, thì khi còn sống thì chả thấy nói gì cả. Bây giờ lúc chết rồi kéo tôi ra kể quá trời kể đủ thứ tất cả. Ôi cha, tôi chết rồi cũng xong rồi thôi. Nên người ta bảo là khi còn sống thì chả ra làm sao, chết rồi thì nước mắt cá sấu. Thành thử ra khi xong rồi bắt đầu mới nghĩ lại thì không còn kịp nữa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta đi vào trong cuộc và cảm đồng cảm. Và khi đồng cảm vậy rồi, chúng ta sẽ cảm nghiệm được cái tình con người lắm. Và không có thì chúng ta lúc qua rồi thì chúng ta sẽ đánh mất. Và điều thứ ba nữa, anh chị em để ý cái cụm từ Chúa dùng mà Chúa gọi là, ta gọi là La Phêrô đó, Satan, Satan. Anh chị em để ý Chúa Giêsu gọi Phêrô Satan. Anh chị em đừng có nghĩ là Chúa Giêsu đổi tên của Phêrô là Phêrô Satan nhỉ. Satan trong cái tiếng gọi của người Do Thái nghĩa là tên cám dỗ, có vậy thôi, dịch ra là tên cám dỗ. Vì thế anh chị em biết rằng là lúc bây giờ Chúa Giêsu vào trong hoang địa ăn chay 40 đêm ngày đó, thì ông thánh, cả ba ông thánh sử Matthew, Marco và Gioan đều, Matthew, Marco và Luca đều nói thế này: tên Satan tiến lại gần Chúa Giêsu và cám dỗ ngài. Satan nghĩa là cám dỗ, có vậy thôi. Có cái chuyện này anh chị em cũng lưu ý này này, ở trong Kinh Thánh đó, Satan đó là tên ở trong Cựu Ước, còn Lucifer đó là tên ở trong Tân Ước. Cùng một người, cùng một cái nhân vật mà có hai tên, Cựu Ước thì gọi là Satan. Nên Chúa Giêsu ở trong này, Chúa Giêsu phải nói Satan thì Phêrô mới hiểu được. Nhưng mà sang sách Hải Huyền đó, thì sẽ không gọi là Satan nữa mà gọi là tên Lucifer. Do đó Satan và Lucifer là cùng một nhân vật. Mà nhân vật đó là gì? Là nhân vật đó là tên cám dỗ chống lại Thiên Chúa. Do đó chúng ta nói là Lucifer hay Satan là thiên thần bị sa ngã chống lại Thiên Chúa đó. Do đó anh chị em nhớ, Satan và Lucifer không phải là tên riêng, mà là tên gọi là đại danh từ, chỉ nghĩa là tên cám dỗ, có vậy thôi. Do đó không có phải là tên riêng. Thì khi Chúa Giêsu nói với Phêrô là Satan, thì Chúa Giêsu nói đến cái ý tưởng, cái cám dỗ ở trong đầu. Và cái ý tưởng cám dỗ đó là chống lại Thiên Chúa. Chứ Chúa Giêsu không hề đặt tên mới cho Phêrô là Satan. Vì anh chị em lưu ý, Satan và Lucifer không phải là tên riêng, mà là chỉ một nhân vật cám dỗ. Thế thì ở cái chuyện này là nó có một cái chuyện là chúng ta không, chúng ta vẫn có tên riêng. Tên của mỗi tôi, như chẳng hạn như tôi, tên riêng của tôi là Thủ. Thế nhưng mà chúng ta có một cái đại danh từ chung mà chúng ta sẽ gặp chung, là cái cơn cám dỗ, là cái anh cám dỗ nó ở trong lòng chúng ta, nó làm cho chúng ta chống lại một cái ý định nào đó tốt lành. Thì cái mà nó lôi kéo chúng ta chống lại cái ý định tốt lành đó thì đó là Satan, là tên cám dỗ. Như vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một cái điều là chúng ta loại trừ ở nơi chúng ta cái ý hướng hay là cái khuynh hướng chống lại một cái điều tốt lành. Thì cái điều chống lại tốt lành đó là cám dỗ. Vì thế chúng ta cứ hay bảo chúng ta bị cám dỗ này, cám dỗ kia, cám dỗ phạm tội, cám dỗ này kia, thì hoàn toàn cám dỗ đó không có chỉ mặt đặt tên một nhân vật nào, mà chỉ một cái ý tưởng, chỉ một cái điều nào đó nó lôi kéo chúng ta, làm cho chúng ta sống xấu, thì gọi là tên cám dỗ, đó là Satan, là Sufi Lucifer. Và Satan và Lucifer này hiểu theo nghĩa đó thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập ở nơi chúng ta, lôi chúng ta về phía nó để chúng ta chống lại điều tốt lành, chống lại Thiên Chúa, chống lại sự thiện. Và đó chính là điều mà chúng ta phải mỗi lần và nỗ lực nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn khám phá ra khuynh hướng lôi kéo chúng ta đó, để chúng ta bước theo Chúa trong cuộc đời chúng ta hôm nay. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.